Rồi, chào các tình yêu nha. Thì sau đây mình sẽ cho kỳ đà ăn cá nè. Tôi mới chài được mấy con cá nè. Thì cho kỳ đà quay cho các bạn xem chơi. Cá còn sống nè. Nè, cá ngon không? Tức là kỳ đà nó đang đói nè, nhìn cho nó ăn ra nó phơi nắng nè. Nó đang chờ ăn nè, cho con cá sặc đi. Mình sẽ cho nó vô đây, cho nó vô lũ cho nó ăn. Đây này, nó qua đây. Ghi quá. Ăn cái này không được ăn à, mình cho kỳ đà ăn cá nè, rắn mối nè, chuột nè, cái loại chim nè. Cắt miếng hơi to quá. Ăn cũng có cái kỹ thuật nó ăn đấy các bạn. Đấy. Nó lùa mép, nó vừa nó tém thức ăn rồi đấy, nó chà vào những cái cây hoặc là phấn đá này kia, nó lùa thức ăn rồi đấy. Rất là kỹ thuật luôn. Con này nó ăn khoảng ba con cá là nó no rồi. Chứ cho nó ăn thêm vài miếng nữa. Không thấy cho nó ăn quen các bạn. Rất là lanh nè, nhìn cái mặt nó rất là lanh các bạn. Nó mồi lắm, khoái mồi lắm. Đấy, bắt đầu nó tém mồi nè.
thành ngon luôn nhé. Vậy là nó chưa ăn xong nữa. Nó còn cái đầu cá nè, nó chuồn xuống dưới kia rồi, xuống dưới cái ống bọng đó rồi. Thôi vậy chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Đây nãy kỳ đà nó làm mình hết hồn các bạn, mình cho nó ăn cá cái nó tốt luôn cái ngón tay của mình nè. Đây nè, mình đã kịp thời mình rửa sạch các bạn ha, xử lý sạch rồi, nó không sao đâu. Bởi vậy mình có lời khuyên cho các bạn là chúng ta nuôi con gì hay là bắt con gì chúng ta không nên đùa giỡn với nó nha. Chúng ta nên cẩn thận chút.